Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mình là Thành, mình là Minh của Điện Việt Nam. Ngày hôm nay Thành sẽ giới thiệu với mọi người về ống nối thẳng cáp hạ thế nha. Đây là cái ống nối này, ống nối bằng đồng. Đó, ống nối bằng đồng. Đây mình đang có 10 10 cái ống nối. Quay cho anh em xem luôn. 240 này là chính là cái tiết diện của nó. Đấy, 240 tiết diện. Đây, mình cho mọi người xem này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. Mười. Một cái túi này là có 10 cái ống nối như thế này nha mọi người nhé Cái ống nối này thì nó có cái tác dụng đó là uh, Khi mà cái đoạn cáp hạ thế của chúng ta ấy Mà nó bị, một là nó có vấn đề gì chứ nó bị đứt ra chẳng hạn Hai là có vấn đề vì ví dụ như chuột cắn này Hay là có vấn đề tọm lại là gì uh, Hoặc là cái, cái sợi cáp của chúng ta nó bị thiếu cái chiều dài Người ta cần phải bổ sung thêm, phải nối thêm Thì người ta sẽ sử dụng cái con nối này con nối này là con nối thẳng, người ta sẽ đút cáp vào hai đầu của con nối, sau đó người ta sẽ dùng cái máy ép cốt để người ta ép vào. đấy. thì hôm nào thì mình sẽ chia sẻ với mọi người cái hình ảnh thực tế của anh em khi sử dụng cái con nối thẳng này tại công trường để cho mọi người nhìn nó nó được trực quan hơn. còn đây là mình giới thiệu cho mọi người thấy cái cái, cái con nối này đây. Anh em mà có câu hỏi gì có thể để lại phần comment bên dưới video nha. Còn bây giờ cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người. Video này sẽ hướng dẫn mọi người cách tìm kiếm kênh YouTube của Điện Việt Nam. Chúng ta có thể tìm kiếm trên Google hoặc trên YouTube. Chúng ta chỉ cần gõ từ khóa là Điện Việt Nam, ấn Enter và tìm đến kênh YouTube của Điện Việt Nam. Ấn đăng ký và nhớ là ấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và sớm nhất từ Điện Việt Nam nha.